Trong tập 8 hấp dẫn của chương trình, tôi yêu chợ Việt, hai đội thi đấu trong thử thách xoay trụ thú vị. Trò chơi đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa người chơi và đồng đội để giành chiến thắng. Người chơi đầu tiên của mỗi đội sẽ xoay quanh trụ xoay 3 vòng, sau đó hướng dẫn đồng đội tìm chiếc gối có màu tương ứng với đội của họ. Đội nào tìm đủ 5 chiếc gối quy định hoặc hết giờ mà vẫn còn nhiều gối hơn sẽ giành chiến thắng. Cuộc thi diễn ra vô cùng gay cấn, với những pha xử lý nhanh nhạy và khả năng phối hợp ấn tượng của cả hai đội. Đội xanh khởi đầu mạnh mẽ và nhanh chóng dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, đội đỏ không bỏ cuộc và dần dần san bằng tỷ số. Ở những giây cuối của cuộc thi, đội đỏ thể hiện sự tập trung cao độ, đưa họ đến chiến thắng ngoạn mục. Cuộc thi không chỉ đem lại những phút giây giải trí mà còn cho thấy tinh thần thể thao và sức mạnh của sự đồng đội.